Vườn em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay vườn em xuất đến cho các bác lô mai chơi Tết rất là đẹp nhé. Cây em bán là loại bự, có hoành gốc khoảng 9-10 cm và chiều cao là khoảng 6-70 cm các bác nhé. Hoành gốc khoảng 9-10 cm này, chiều cao từ tính từ gốc lên là khoảng 6-70 cm các bác nhé. Cây em bán cái loại này là lô loại bự này, rất là đẹp luôn. Đây cho các bác quan sát cái mặt hoa gió của cây nhé. Mặt hoa gió của cây là to bằng 4 đầu ngón tay của em luôn. Đây các bác quan sát này. Đây là mặt hoa gió nhá. Cây của em là có hoành gốc khoảng 9-10 cm và chiều cao là khoảng 6-70 cm. Đây các bác nhìn thân cốt em đã uốn sơ sơ rồi nhá. Các bác về thích tay tán chơi kiểu gì thì bác uốn thêm thôi. Khi em gửi cây đi cho các bác là các bác được kiểm tra thoải mái trước khi quán. Cây mà không đúng như em quảng cáo, không đúng hoành thân là 9-10, chiều cao không đủ 6-70 thì bác cứ trả về cho bên em. Không, bên em không thu tiền ship nếu mà sai sản phẩm, gửi sai sản phẩm bên em không thu tiền ship, không các bác không mất cái gì cả. Đây các bác nhìn này, xương cốt rất là to này. Đây là loại bự các bác nhé. Các bác phân biệt rõ loại bự và loại nhỏ giúp em nhé. Chứ vườn em là có rất là nhiều loại, loại nhỏ, loại bự vườn em đều có. Các bác phân biệt rõ từng loại giúp em. Chứ loại này là không phải loại nhỏ đâu. Đây loại này em bán loại bự này. Hoành gốc 9-10, chiều cao 6-70 này, tay tán đầy đủ, cành lá xung xuê này, nụ nhóc hết trơn, các bác mua về chỉ việc tưới nước và chơi thôi. Các bác nhìn nụ này, nụ ở trong kẽ lá, các bác nhận hàng kiểm tra chú ý giúp em nhé. Nhiều bác chưa biết chơi hoặc chưa dành thì nhìn qua thì sẽ không thấy đâu. Đây nụ to hơn hạt gạo rồi, trong kẽ lá rất là nhiều. Vườn em chắc là còn khoảng vài trăm cây cái loại to này thôi, loại bự này thôi. Các bác mua hàng nhanh tay để lại số điện thoại, nhắn tin trực tiếp cho bên em nhé. Em sẽ lên đơn gửi cây tận nơi cho bác kiểm tra. Kiểm tra xong ok thì các bác mới phải thanh toán tiền cho bên em. Cây không đúng như quảng cáo giới thiệu các bác trả về không mất tiền, không mất tiền ship luôn. Nếu mà gửi sai sản phẩm các bác cứ trả về cho bên em nhé. Các bác mua hàng hoàn toàn yên tâm. Đây các bác quan sát, đầy nụ luôn nha. Các bác mua về chỉ việc tưới nước và chơi thôi, không cần phải phân thuốc gì cả. Bên em còn khoảng vài trăm. Bên em có rất là nhiều nhưng mà chỉ lựa ra vài trăm cây đẹp để gửi cho khách thôi, gửi cho bác chơi thôi. Các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Các bác không phải lo là gửi cây xấu cho bác, bởi vì là em có nhiều như vậy em gửi cây xấu làm gì đâu. Gửi cây đẹp cho bác thì các bác đỡ hoàn về thì em cũng được tiền mà. Gửi cây xấu làm gì đâu, em bán hàng em cũng mong muốn là những cây đẹp nhất tới cho khách thôi. Em giữ lại em cũng không ngăn tay cơm được. Đây bác quan sát nha, quan sát lại lần nữa nha. Hoành gốc 9-10 này, chiều cao là 6-70 này, tay tán đầy đủ. Các bác cứ lưu cái video này lại để so sánh khi nhận hàng nhé, lưu video lại so sánh khi nhận hàng giúp em nha. Tránh tình trạng là các bác lại bảo là cây nhỏ. Lưu video lại giúp em nha, lưu video lưu ảnh lại giúp em nha. Rồi, em xin cảm ơn các bác nha, các bác mua hàng ủng hộ em nha.